làm nước trái cây tại nhà với kim này cả nhà ơi thì ở nhà kim có trái cây gì kim bỏ vô hết ha có đào nè có táo nè có trái cherry nè có trái blueberry nè và bỏ thêm một chút xíu nước đá vô nữa nè để cho uống nó lạnh lạnh nè và không thể thiếu được đó là gì đó là collagen nha cả nhà cả nhà nhớ uống collagen đều đặn nha vì uống collagen đều đặn không những cung cấp cho mình nữa hả à, một làn da khỏe đẹp nữa tóc mượt mà mà còn hả? tốt cho sức khỏe mình nữa nè nha cả nhà cho nên cả nhà ráng uống mỗi ngày nha thì sau khi kim bỏ hết tất cả mọi thứ vô rồi thì kim sẽ bỏ một chút xíu nước vô để cho nó xây nó dễ dàng và nó mịn hơn nè cả nhà à, thì cái máy này thì ba mẹ kim mua ở Costco lâu rồi ông ấy năm trước chứ cũng không lâu gì ha mà thấy xài rất là tiện sau khi bỏ hết tất cả mọi thứ vô rồi bây giờ chỉ đẩy cái nắp lại và bỏ lên và chuẩn bị xây thôi nha cả nhà trời ơi đây là lần đầu tiên á, kim dùng cái máy này cho nên cũng còn là hậu đậu phải nhờ mẹ giúp này nọ ha thì sau khi đẩy cái nắp lên mình bỏ ngược nó xuống vậy ha rồi mình phải mở nó, cái nút màu vàng nó lên nữa và sau đó là hả, mẹ kim nói là con mẹ kim nói là dặn chưa có chặt thành ra nó đâu có chịu xây đâu cả nhà thành ra mình phải dặn chặt chặt đến khi nào mà hả cái đèn đó hả cái đèn cái chỗ mẹ kim chỉ cái đèn đó đó mà nó sáng lên thì lúc đó mình mới được quyền xây nè thì mẹ kim á, bắt đầu bằng bấm ba lần nhẹ nhẹ trước và sau đó là tự động nó tự nó xây luôn nha cả nhà đó mẹ kim bấm như vậy và nó tự động nó xây cả nhà thấy không xây rất là mịn màng xây rất là hả gọi là sao ta gọi là mịn hàng mà dễ dàng nữa cả nhà cả nhà nếu mà có dịp thì mua cái máy này về xài thử nha và sau khoảng hai phút đồng hồ thì kim đã có một cái ly nước trái cây cộng có trình bổ dưỡng trên nè um, để uh, bày thay uống như vậy thì kim để vô tủ lạnh ngày mai kim uống thấy không ở nhà mẹ kim có đầy đủ mọi thứ có cái phễu đổ vô nữa nè đó bây giờ kim đang đổ vô cái chai và sau đó để ngày mai đem đi làm mà số phận nó vui lắm cả nhà định là đem đi làm và cuối cùng là bỏ quên ở nhà rồi trời ơi tôi hậu đậu tôi hả mất tí nhớ rồi cả nhà ơi <laughs> thôi anh như vậy không sao ngày mai mình uống cũng được mà nước trái cây thôi mà đó và lúc này là thành phẩm đã xong rồi trời ơi nhìn thấy không mọi người thấy không xiên một chút xíu bỏ ra chừng 10-15 phút thôi là mình được có một ly nước trái cây tốt rồi nè